Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngọc Hoa rất vui khi một lần nữa lại được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Bản tin của kênh Tin tức mới 365. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ủy ban bảo vệ nhà báo và những con rối đất dây. Một số gia đình chính sách ở Quảng Ninh kêu cứu vì bị cắt điện nước. Nợ xấu lĩnh vực bất động sản lên đến 36.400 tỷ đồng. Ủy ban bảo vệ nhà báo và những con rối đất dây. Kính thưa quý vị, việc Ủy ban bảo vệ nhà báo, viết tắt là CBG, đã công bố trao tặng cái giải gọi là Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2022 cho đối tượng Phạm Đoan Trang đã thấy rõ bản chất của tổ chức này. Ủy ban bảo vệ nhà báo, viết tắt là CBG, được thành lập năm 1981 ở tiểu bang New York, với mục tiêu là thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan. Tôn chỉ ban đầu đó nghe có vẻ rất chân chính, nhưng cả ngày các động cơ chính trị mờ ám và xã tâm can thiệp vào công việc nội bộ các nước của những người điều hành tổ chức lại càng rõ nét. Nhìn lại một chút quá trình hoạt động của CBG, ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra cái gọi là thúc đẩy tự do ngôn luận hay là tôn trọng sự thật khách quan, thực chất chính là kích động các thành phần chống đối ở các nước có hệ tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Từ nhiều năm nay, với giải thưởng Tự do Báo chí, BGG đã tiếp tục xây dựng mạng lưới chân rết làm truyền thông phục vụ cho các ý đồ chính trị của tổ chức này. Mở danh nghĩa là bảo vệ những người dám nói thật các tiêu cực của chính quyền các nước, CBG thường thiết kế xây dựng một profile cho các kẻ cơ hội chính trị trên mạng xã hội. Họ biến các nhân vật này thành năm nữ anh hùng, người tiên phong chống phá chính quyền. Tiếp đó, CBG đã sử dụng tiền từ các quỹ liên quan đến chính trị để rót tiền làm công tác tài trợ, hướng dẫn, giúp các đối tượng thực hiện sản phẩm truyền thông như là sách, bài viết trên mạng xã hội, trả lời phỏng vấn cho các kênh ruột của tổ chức. Mục đích nhằm dẫn dắt dư luận, gây chú ý với các nước phương Tây, mượn các nước này tạo sức ép lên chính quyền các nước, âm mưu sau cùng làm rối loạn xã hội, tình hình chính trị các nước. Sau sự việc trao giải Tự do Báo chí cho đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn được gọi là mẹ nấm, CBG tiếp tục thực hiện một chuỗi các chiêu trò nhằm gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các đối tượng là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga. Họ hy vọng có thể châm ngòi cho cái gọi là phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí. Họ cũng không giấu giếm ý đồ kích động biểu tình để chống phá chính quyền Việt Nam. Tuy vậy, phần lớn âm mưu của CBG đều nhanh chóng bị các cơ quan chức năng của Việt Nam vạch trần và trở thành trò lỗ bị bêu xéo trước dư luận. Nguyên do thứ nhất, vì tư cách của những nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền mà họ ra sức bảo vệ đều có vấn đề. CBG cố tình đánh đồng chức danh nhà báo với những người đăng tin thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Đình Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức cũng mặc áo rộng với danh xưng nhà báo hay là nhà hoạt động nhân quyền, cũng đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, trong khi họ không có cơ quan chủ quản. Huống hồ, họ là những đối tượng vi phạm pháp luật ở Việt Nam và đã lên án. Về mặt pháp lý, pháp luật Việt Nam có quy định rất rõ đâu là hoạt động báo chí và không hề có cái gọi là nhà báo độc lập hay là nhà hoạt động nhân quyền. Vậy nên, chẳng khó hiểu gì khi các đối tượng thường chẳng gây được nhiều tiếng vang với sự bơm thổi kịch cớm ngay từ đầu. Vậy nhưng, CBG vẫn luôn tỏ ra ngoan cố, mới nhất là việc trao giải Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2022 cho Phạm Đoan Trang, người vốn bị một tờ báo khá lớn sa thải từ những năm 2013 vì vô kỷ luật, bị tước tư cách nhà báo từ lâu. Phạm Đoan Trang được tung hô hết nức, trở thành vedette trong show diễn của CBC. Tiền tài trợ của tổ chức này đổ vào túi nhà báo Phạm Đoan Trang cho các hoạt động như sau: xuất bản sách chui, trả lời phỏng vấn hàng loạt kênh cộng cán như là BBC News tiếng Việt hay là RFA, huy động các nhân vật cùng chung chiến tuyến, lập nhà xuất bản tự do để phát hành sách và tài liệu xuyên tạc tình hình, chống phá chính quyền của Việt Nam. Khi công bố giải Tự do Báo chí, thì Phạm Đoan Trang của CBC đã là phạm nhân, chấp hành án phạt cho một loạt các vi phạm pháp luật có hệ thống như cáo trạng hôm 14 tháng 12 năm 2021 đã có nêu như sau.
Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự vì nhiều lần thực hiện hành vi làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạm Đoan Trang thực tế là tội phạm, chứ không phải là một nhà báo độc lập hoặc là một nhà hoạt động nhân quyền. Lại thêm một lần nữa, hiện thực nhân thân của các nhân vật được vinh danh của CBG làm nhiều người đã phải ngao ngán. Nguyên nhân thứ hai, vì đã xuyên tạc tình hình chính trị xã hội Việt Nam nên há miệng mắc quai. Thực tế ở Việt Nam không có chuyện tấn công, đàn áp báo giới và quan trọng hơn nữa là Việt Nam không ngăn chặn mọi trang web, blog và những tài liệu trên mạng như CBG vẫn thường rêu rao. Về cáo buộc Việt Nam không đảm bảo tự do tiếp nhận thông tin và ngôn luận, thì các số liệu thống kê đã cho thấy Việt Nam hiện có hơn 700 cơ quan báo chí, trong đó có 634 cơ quan báo in với 813 ấn phẩm, 70 đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, hơn 200 báo mạng điện tử và hệ thống báo mạng, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình quốc gia, 4 đài truyền hình khu vực và hơn 600 đài truyền hình, truyền thanh cấp huyện. Bên cạnh hơn 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng hàng nghìn phóng viên hoạt động báo chí chuyên nghiệp. Hơn nữa, tính tới tháng 6 năm 2021, số lượng người dùng Internet ở Việt Nam đã là gần 70 triệu người, chiếm hơn 70% dân số. Số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là gần 76 triệu người, tăng gần 10 triệu người trong vòng một năm, tương đương với 73,7% dân số. Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ hai trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á. Nếu Việt Nam không có tự do ngôn luận, e rằng ngay bài đầu tiên bày tỏ sự khác biệt chính kiến, Phạm Đoan Trang đã bị bắt bớ từ các tổ chức như CBC vẫn hay dùng. Ngay lập tức, chứ không phải là đợi đến 5 năm sau khi đối tượng này đã dấn thêm một bước xâm hại đến lợi ích của các cá nhân và cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người dân thì mới bị truy tố và xét xử. Vì lẽ đó mà CBC đã há miệng mắc quai ngay khi đưa ra cáo buộc. Lố bịch hơn khi không dừng lại ở những luận điệu xuyên tạc vu cáo, CBC còn lên tiếng khuyến nghị một số tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu cần đưa vấn đề tự do báo chí, tự do Internet thành những điều kiện trong quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hành vi của CBG chính là đang xâm phạm lợi ích của dân tộc Việt Nam. Không riêng gì Việt Nam, các nước đang phát triển thường xuyên là mục tiêu của một số tổ chức phi chính phủ, khoác áo nhân quyền tự do dân chủ như là CBG. Tần suất xuyên tạc vu cáo của họ càng lúc càng thô thiển, bất chấp tình hình thực tế khách quan tại các nước. Không đại diện cho ai, không nhân danh được bất cứ chính nghĩa nào, những con rối của CBC đang dần rơi rụng, rồi sẽ lại có những con rối mới muối theo yêu cầu trong thời gian sắp tới, vì tổ chức khủng bố Việt Tân, Voice hay nhiều tổ chức chống phá khác rất hăng hái tìm kiếm và môi giới các ngôi sao mới của làng dân chủ cho các bầu xô cỡ như là CBC. Vì vậy, tinh thần cảnh sát cao độ và công tác tuyên truyền đúng chính xác các chủ trương chính sách của đất nước là vô cùng quan trọng. Mỗi người cần kiên quyết, không nhân nhượng trên mặt trận truyền thông báo chí, tuyệt đối không để cho những kẻ dối trá luôn ủ mưu, phá hoại thành quả của cả dân tộc, giở trò ma mị dưới các chiêu bài dân chủ và nhân quyền. Một số gia đình chính sách ở Quảng Ninh kêu cứu vì bị cắt điện nước. Kính thưa quý vị, trong lúc chưa thống nhất được giá thuê, hàng loạt hộ gia đình thương binh liệt sĩ có ký ốt tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị cắt điện nước đúng lúc cao điểm của nắng nóng. Gửi đơn kêu cứu đến Tuổi Trẻ Online, ông Mai Văn Quang là thương binh hạng 2/4, trú tại khu 4 phường Bãi Cháy cho biết, năm hộ gia đình chính sách thuộc diện thương binh liệt sĩ có ký ốt kinh doanh tại khu vực Suối Mơ, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long hiện đang phải sử dụng nhờ điện nước của hộ dân khác để có thể tiếp tục sinh hoạt, kinh doanh. Lý do là bởi ký ốt của họ bị chủ đầu tư khách sạn 5 sao mang tên là Mường Thanh Luxury, nơi cung cấp điện nước cắt điện nước từ giữa tháng 7 năm 2022. Nói về nguồn cơn của sự việc, ông Quang cho biết từ năm 1991, các hộ gia đình chính sách được chính quyền tạo điều kiện bán cho ký ốt bám mặt đường chính Hạ Long, nhưng đến năm 2010, vì quy hoạch chỉnh trang diện mạo thành phố với việc triển khai xây dựng khách sạn 5 sao do công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Imico làm chủ đầu tư nên đã thu hồi đất ký ốt của các hộ dân.
đến năm 2015, việc thu hồi mới hoàn thành và phần lớn các hộ gia đình chính sách chấp nhận di dời với điều kiện là phải được bồi thường cũng như có phương án cấp tái định cư để ổn định cuộc sống. Sau đó các hộ gia đình được giao ký ốt mới với diện tích là 5 x 7m nằm ở góc sườn bên trái của dự án khách sạn dưới hình thức là cho thuê. Tuy nhiên, từ thời điểm bàn giao ký ốt vào năm 2016 cho đến nay, giữa công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Imico và các hộ gia đình vẫn chưa có hợp đồng cụ thể về việc thuê ký ốt do chưa thống nhất được đơn giá cho thuê. Đơn giá ban đầu được đề xuất là 3,1 triệu đồng trên một năm, nhưng công ty của họ không chấp thuận. Sau đó, lãnh đạo thành phố Hạ Long có chủ trì một cuộc làm việc vào tháng 5 năm 2015 với đề xuất đơn giá là 8 triệu đồng trên một năm, thời hạn thuê là 50 năm. Bẵng đi từ đó đến nay, chúng tôi vẫn sử dụng ký ốt nhưng phía công ty cũng không nhận số tiền 8 triệu đồng trên một năm. Ông Quang đã cho hay. Bà Hoàng Thị Lâm, trú tại khu 4 phường Bãi Cháy, có chồng là liệt sĩ, đã cho biết thêm. Từ ngày 25 tháng 4 vừa qua, các hộ gia đình chính sách bất ngờ nhận được văn bản thông báo của công ty cổ phần khách sạn Trí Đức với nội dung yêu cầu từ tháng 5 năm 2022, công ty này sẽ thu tiền thuê ký ốt của các hộ với đơn giá là 6 triệu đồng trên một tháng, chưa bao gồm tiền điện nước. Nếu hộ nào không đến thanh toán thì sẽ bị thu hồi ký ốt. Bà Lâm đã cho hay, sau khi chúng tôi quyết liệt phản đối, công ty cổ phần khách sạn Trí Đức lại có thông báo mới, giảm xuống còn 4 triệu đồng trên một tháng, nhưng đây vẫn là mức thu quá cao so với nội dung làm việc của năm 2015 và đã vượt quá khả năng đóng góp của chúng tôi. Trong lúc các bên vẫn còn chưa thống nhất được đơn giá, thì từ giữa tháng 7 năm 2022, các hộ gia đình chính sách bị cắt điện nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh và sinh hoạt khi đang bước vào thời điểm nắng nóng cũng như cao điểm khách du lịch. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Tuấn Anh là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của phường Bãi Cháy đã cho biết đơn vị cũng vừa mới nhận được kiến nghị của những gia đình chính sách nói trên. Kiểm tra sơ bộ, những khu vực khách sạn 5 sao và ký ốt trước kia thuộc dự án do công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Imico triển khai xây dựng. Sau đó công ty này đã bán lại cho công ty cổ phần khách sạn Trí Đức và hiện nay công ty cổ phần khách sạn Trí Đức tiếp tục bán lại cho Mường Thanh. Ông Tuấn Anh cũng cho hay, qua làm việc với Mường Thanh, đại diện khách sạn này xác nhận việc đã cắt điện nước của các hộ gia đình nói trên. Về góc độ phường, chúng tôi đã đề nghị khách sạn Mường Thanh trước mắt phải cấp điện nước trở lại cho các hộ dân, nhưng họ cho biết phải hỏi ý kiến lãnh đạo cấp trên có đồng ý hay không. Cũng theo ông Tuấn Anh, hồ sơ vụ việc từ thời điểm năm 2015 là lúc mà ông chưa về nhận nhiệm vụ tại phường, nên hiện nay cũng đang phải rà soát lại tổng thể để có cơ sở báo cáo, đề xuất cấp trên phương hướng giải quyết. Nói thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tiến Dũng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Hạ Long đã cho biết là mình đã nắm được sơ bộ sự việc và đang giao Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy khẩn trương rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên. Nợ xấu lĩnh vực bất động sản lên đến 36.400 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, đến tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng. Nợ xấu lĩnh vực này là vào khoảng 36.400 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái. Đây là thông tin được Ngân hàng Nhà nước chia sẻ liên quan đến tình hình tín dụng 6 tháng đầu năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian vừa qua, một số tổ chức tín dụng phản ánh hết room tín dụng là do tăng tín dụng quá nhanh trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, việc ngân hàng từ chối cho khách hàng vay vốn không hẳn là do hết room mà có thể là do phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoặc một số ngân hàng xếp hạng thấp không được tăng trưởng tín dụng cao nên buộc phải hạn chế cho vay. Tín dụng những tháng đầu năm nay đã tăng nhanh hơn trước diễn biến phục hồi của nền kinh tế và tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Đến ngày 30 tháng 6, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm trước, tăng 16,69% so với cùng kỳ của năm 2021 và là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua. Riêng tín dụng bất động sản, đến tháng 6, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 14,07% so với cuối năm ngoái và chiếm 20,7% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Nợ xấu lĩnh vực bất động sản khoảng 36.400 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, bản chất hoạt động ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động thì thường xuyên có nguồn thu nợ cho vay.
Tuy nhiên, một số ngân hàng chủ yếu cho vay trung dài hạn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Thời gian quay vòng vốn chậm, không thu hồi được nợ nhanh nên dẫn đến dư địa tăng trưởng tín dụng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã nói, những việc xử lý ách tắc dòng vốn của thị trường bất động sản cần được cân nhắc và tiếp cận theo nhiều nguồn vốn khác nhau và không đẩy rủi ro tới hệ thống ngân hàng. Suy cho cùng, hệ thống ngân hàng rủi ro chính là rủi ro đối với khả năng chi trả cho người gửi tiền bởi vốn cho thị trường bất động sản thường dài hạn, trong khi vốn huy động của hệ thống ngân hàng 80% là ngắn hạn. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản rất đa dạng, bao gồm vốn FDI, vốn huy động từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc làm vay các tổ chức nước ngoài, huy động từ thị trường chứng khoán, nguồn vốn tự có, tự tích lũy của các tổ chức cá nhân và vay từ ngân hàng thương mại. Điều đó có nghĩa là nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng chỉ là một trong số các nguồn vốn đầu tư vào thị trường này, nhưng đây là nguồn vốn mang tính chất trọng yếu. Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã có phát biểu như sau. Tín dụng ngân hàng chỉ giải quyết được các vấn đề trước mắt, tạm thời đối với thị trường bất động sản. Nếu vốn tín dụng đẩy vào thị trường này quá mức sẽ tạo rủi ro lớn, ảnh hưởng trọng yếu đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách nhằm kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong thời gian vừa qua.